Dẫn tất cả các anh chị em cách thức để tạo một cái tài khoản mới nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải có một ít BNB làm phí. Ở đây thường có 1 đô ấy, nhưng mà BNB này anh chị em mình chỉ cần có 0.02 là mình đã đủ để mình tạo tài khoản mới rồi nha. Nếu như mình có thì mình ok, còn không có thì mình có thể nhờ tuyến trên bắn cho mình 0.02 là đủ tạo rồi. Cái thứ hai là mình sẵn sàng có in luôn cả nhà mình ạ, đỡ mất công mình ra vào 2 3 lần. Thì ở cái in này á, anh chị em mình lưu ý, nếu như mà gói trên 100 đô thì bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nếu anh chị xác định lạp gói 100 đô thì phải nhớ là có 102. Tránh cái trường hợp là thấp hơn 101 mà nó bị hụt cái chi phí, cái phí đi á, thì mình sẽ bị hụt gói là không kích hoạt được cả nhà mình nhá. Rồi sau khi mình đã chuẩn bị sẵn in này, chuẩn bị sẵn BNB này, thì mình sẽ đi vào lấy cái link giới thiệu. Đây, cái link giới thiệu này. Đó. Link giới thiệu của tuyến trên nha. Mình kêu tuyến trên gửi cho mình cái link giới thiệu thì mình mới có thể đăng ký được cả nhà mình nha. Sau đó mình vào cái phần khám phá này. Đấy. Rồi mình vào cái phần khám phá xong mình vào cái phần DApp ở trên này cả nhà. Đó. Rồi mình dán cái đường link nó vào đây. Dán vào. Rồi sau đó cả nhà lưu ý cạnh cái chữ dán này, nó có cái hình mũi tên này, thấy không? Đó, chọn vào đây. Sau đó mình chọn BNB Smart Chain hàng thứ ba nhé. Bỏ Bit, bỏ ETH, bỏ mình chọn BNB Smart Chain, BNB, được chưa? Đó, rồi. Sau khi mình tích vào BNB Smart Chain rồi ấy, thì mình sẽ chọn vào cái chữ đi. Đây, cái chữ đi này, thấy chưa? Đấy, đi. Rồi, khi mà mình đi đến cái đoạn này á, khoan nha, Hường phải lock out cái tài khoản này ra mới được. Đây, mình đi. Rồi, ngay khi mình đi ấy, thì cả nhà chọn vào wallet này. Rồi, sau đó kéo xuống, chọn vào hàng dưới cùng. Chọn vào hàng dưới cùng. Rồi, chọn vào shuffle nha, Hường chọn đây nha. Rồi, cả nhà lưu ý này, đến cái đoạn đăng ký này anh chị em mình phải nhìn thấy ở trên này có một hàng ví, ở dưới này cũng phải có hàng số ví như thế này. Nếu như trường hợp mà mình chỉ thấy hàng ví trên mà không có hàng ví dưới là chưa thành công cả nhà mình nha. Nhớ là hai hàng ví này phải có thì lúc này mình mới ấn chữ confirm được. Rồi, ngay khi ấn chữ confirm xong á, thì mình sẽ chọn chữ xác nhận này. Rồi, sau đó thì mình xác minh vân tay gì đấy tùy tài khoản mình. Đó, vậy là mình đã đăng ký thành công. Khi mình đăng ký thành công xong á thì mình sẽ vào trong cái tài khoản của mình. Chọn vào wallet. Đấy là vào tài khoản. Anh chị em mình mới đăng ký thành công xong sẽ nhìn thấy này. Này, không có gì hết đúng không? Rồi sau khi mình vào trong cái này rồi cả nhà nhìn thấy chữ Start You này không? Mainnet này. Đó, rồi mình kéo xuống bên dưới. Đó. Rồi. Liên kết ví rồi nhưng mà chưa nhìn thấy tiền đây này. Khi nào mà cái đoạn ví Binance này của anh chị em mình hiển thị rõ cái phần bên ngoài thì là mới được nhé. Bây giờ sẽ vào lại. Đây, ở đây nó có 379 đồng đúng không? Đây nha, mình vào lại nha. Mình kéo xuống này. Mình nhập đủ 379 này. Đó, ra 102 đô đúng không? Rồi sau đó thì mình cần phim. Rồi, sau đó thì mình sẽ tích vào cái ô là tôi hiểu rõ tất cả những điều khoản trên nhé. Rồi, mình bắt đầu phê chuẩn. Rồi, ok. Rồi sau đó xác nhận. Xác nhận. Rồi mình xác nhận thêm một lần nữa nha cả nhà. Ok, vậy là thành công rồi nha. Đây mình sẽ trở ra ngoài này. Đó. Thì ở đây cả nhà sẽ nhìn thấy này, Total Mailing là số tiền mà chúng ta staking đúng không? Còn max out wallet là nó sẽ nhân 400%, tức là 379 nhân 4 thì bằng 1.516. Và ngày khi mình nhận được bao nhiêu thì nó sẽ về cái phần total wallet này cả nhà. Đó. Đó thì anh chị em mình như thế này là đã thành công, có tài khoản của mình đã staking xong rồi nhá. Và khi mà mình xong thì mình sẽ xem video cách rút tiền, thì cứ min 5 đô là mình được rút nhá. Và chào tất cả các anh chị em.